Hello, xin chào quý vị và quý khách hàng đã theo dõi video trên kênh Giá Xe Máy TV nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần dòng xe An Phú, Thường An Bình Dương. Còn vào ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị hai cái chiếc Rebel. Một chiếc là Rebel phiên bản đặc biệt Lucky đó các bạn. Thì chiếc này là đời 89. Đó, 89 á. Còn một chiếc phía trong, này nữa là đời 2016. Đó, 2016 chiếc màu đen. Đó, chiếc này thì 180 triệu ha. Thì như em cũng đã có đăng một số thông tin trên Zalo của em rồi. Chiếc này là 180 triệu ha. Còn chiếc phía trong đây là 350 triệu. Thì hiện tại dòng Rebel này bên em về cũng khá là nhiều hàng, nhưng mà đa số là xe cọp thôi, xe gần như là mới hoàn toàn luôn, 99% luôn. Đó, thì trong clip này thì em sẽ quay cho anh chị hai chiếc này thôi. Nếu anh chị nào mà quan tâm về dòng xe Rebel, ưng ý hai chiếc này thì cứ liên hệ với em ha. Còn những chiếc kia thì em sẽ quay sơ giới thiệu thêm cho anh chị thôi. Đó, đầu tiên chiếc Rebel này, Lucky Rebel phiên bản đặc biệt, biển số 59A3-13108 ha. Thì đây là một trong những dòng xe mà cổ điển được rất là nhiều chú bác thích ha, với cái kiểu dáng rất là thoải mái, cổ điển ha. Ngồi lên chiếc xe cảm giác nó chắc hơn, nhìn nó ngầu các bạn. Đó, Lucky ha. Đó, mình sẽ quay cho anh chị cặn kẽ từng chi tiết luôn. Đó nè, cái đĩa nè, thân đĩa nè, rồi niền nè ha, niền vẫn còn xin luôn ha, zin luôn. Dàn áo này kêu mình không có sơn lại gì hết ha, máy móc cũng vậy luôn nha, máy móc cũng không làm lại gì hết. Rồi cái phần đầu đèn phía trước nè, đó, mình sẽ quay chậm cho anh chị xem. Thì còn khá là đẹp luôn, hầu như là không có làm lại gì hết ha. Dài xuống nè, đèn đuốc này kia vẫn còn rất là đẹp, được Lucky vàng ha, nhìn nó nổi bật chiếc xe hơn. Đó, rồi phục phía bên đây ha, còn rất là sáng luôn. Rồi tới máy ha, bộ máy ở đây, hai ống xả nha, hai ống xả. Tí xíu nữa em sẽ nổ máy cho anh chị nghe ha. Này là 250 phân khói nha. Rồi dài về sau nè, dài về sau. Em quay sơ lược đi, tí xíu nữa thì em sẽ cho chị nghe tiếng máy của hai chiếc này. Tại vì xe này em mới mang ra để em rửa cho nó sạch sẽ ha, để quay clip cho anh chị xem nhìn nó đẹp như thế nào, chắc. Biển số Sài Gòn nha. Những chị nào ở Sài Gòn thì mua xe này thì mình không cần phải rút hồ sơ ha, chỉ cần đổi cặp đèn xe thôi. Rồi dài bên đây. Đó, nói chung thì đồ đạc còn rất là sáng nha. Em sẽ quay sơ lược thôi, còn chi tiết xe như thế nào, cặn kẽ từng bộ phận thì anh chị cứ liên hệ với em qua Zalo để em chụp hình cho anh chị xem từng chi tiết một của dòng xe Rebel này, Lucky phiên bản đặc biệt ha, Bezel. Đó, nhìn nó rất là đẹp ha, phê luôn. Nói chung thì cái bánh này mình không có lăn được, nói chung thì niền bọng này kia vẫn còn theo xe luôn á ha, vẫn còn theo xe luôn. Tại vì bánh này mình không có lăn tay được, phải dẫn đi mình mới quay được cho anh chị xem. Nói chung là anh chị xem trong video thì xem được cái tổng thể của nó là cũng đánh giá được cũng khoảng 80% mà, 90% mà. Đó. Rồi tới mặt đồng hồ nè. Chiếc này thì đi được thường thường Rebel là tính theo mai nha. 33 ngàn. Đó. Đây, với những cái nút bấm nè để đặc trưng của dòng Rebel. Tay lái rất là thấp ha, tay lái này sẽ thấp hơn so với những dòng xe GZ150 như bây giờ ha. Đó, đây bây giờ thì xe mới thì có cái dòng GZ150 của Suzuki á, nhưng mà cái tay lái nó cao hơn, nhưng mà máy móc thì chắc chắn thì sẽ không bằng Rebel này. Rồi tiếp theo chiếc bên này, đời 2016 mới đi được có 997 mai thôi, tính ra là khoảng 2000 cây số thôi quý anh chị. Đó, anh chị xem nè,
về dàn đèn về phần trước này ha, vẫn còn rất là bóng luôn, sáng trưng luôn. Chung thì em này thì không còn gì để chơi nữa, 350 triệu ha, với mức giá rất là khủng. Bên mình ngoài ra có những cái dòng xe rebel mà hầu như là gần mới luôn, chỉ có 100 mấy chục mai thôi, tí nữa em sẽ quay cho anh chị xem. Thì những chiếc đó thì giá sẽ cao hơn những chiếc này rồi. Những anh chị nào mà đam mê những dòng xe này thì qua cửa hàng bên em lựa chọn là cái điều đúng đắn nhất, và rất là nhiều xe cho anh chị chọn ha. Về máy móc này kia còn rất là phê luôn, về dàn ghi đông trên đây cũng vậy nè, chỉ có đi có 997 mai thôi đó. Em sẽ quay chậm cho anh chị xem từng bộ phận từng chi tiết luôn. Tí nữa mình nổ tiếng máy nghe cho nó phê như thế nào ha. Rồi trên đây thì dán cái carbon đó, để khi mà mình ngồi lên nó ma sát đỡ bị trơn. Còn phục này kia đâu ha, phục này kia còn rất là im luôn đó, anh chị xem chưa, thấy không, bộ gấp này kia hay là những cái gạch te nhông sinh dĩa vẫn còn nguyên si luôn đó. Bô bọng này kia vẫn còn rất là mướt luôn nè. Đặc biệt là những cái máy nè, anh chị thấy chưa nè, sơn như con bô máy nè, vẫn còn nhìn cho nhìn mê liền luôn á, không gì để chê nữa. Chiếc này thì biển số ở đâu ta, để em coi đây, biển số Đồng Nai 60A1-02496 ha, 250 phân khối đó. Rồi quay phía bên đây cho anh chị xem luôn, quay chậm từng bộ phận từng chi tiết cho anh chị xem. Rồi bên đây nè, quẹn ốc át nên còn rất là sáng nè. Xe này em mới rửa luôn á, vô bình bọng cho nó ngon lành hết ha, để cho khách hàng lại coi xe mình không cần phải chờ đợi để mình làm bình lại. Bình này đa số để lâu ngày nó bị hết bình đó anh chị, mình phải sạc bình lại ha. Rồi bây giờ thì em sẽ cho anh chị nghe một cái tiếng máy của đời 2016 ha. Thì em cao 1m67 mà khi em ngồi lên chiếc xe này á thì cảm giác là thoải mái ha. Cái tay lái nó thấp hơn, thấp hơn so với dòng GZ 450 của Suzuki mới bây giờ á, thì chiếc đó bây giờ tầm khoảng 6 mấy triệu thôi. Tay lái nó cao hơn. Chiếc này thì tay lái nó thấp, nó cảm giác như là nó không mỏi hai phần tay của mình ha. Chiếc kia thì hơi cao hơn vậy. Đó, này thì cảm giác thoải mái hơn ha. Khi mà chúng ta bật chìa khóa thì đèn luôn sáng ha. Rồi bây giờ nghe tiếng máy nha. Đó. Đó, phê không? Nghe tiếng nó cảm giác nó quy lực ha. Đó. Tiếng bô của đời 2014 nha. Ấy 2016, 2016. Chiếc bên đây là đời 89 á, thì nó sẽ nghe khác ha. Bây giờ anh chị nghe kỹ hơn nè. Nhanh trái nè, nhanh phải nè, nhanh trái nè ha, đầy đủ hết ha. Rồi đó, giờ em tắt cái chiếc này ha, mình qua đây em đợi chiếc này cho anh chị nghe nữa. Rồi chiếc này là 89 đó. Chung là ngồi cái cổ của con này á, nó khác cổ bên kia nha. Cái cổ của con này nó dòng cao hơn một chút xíu so với cái đời 2016. Này nó chỗ có eo, chỗ có eo này nè, nó hẹp hơn. Còn phía bên kia thì nó dạng này nó bung ra, nó rộng hơn nha. Rồi giờ để nghe tiếng máy nè. Đó, tiếng máy nó nổ bập 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 bập. Còn bên kia thì kiểu như là nó có hơi á, nó hơi nó bị ép lại á, cảm giác mình nghe nó chậm, nó bồng bổng hơn. Còn con này thì nó kiểu như là cái bô nó hơi bị tẹt 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 á. Con này máy còn ngon lắm nha anh chị nha, rất là ngon luôn á. Đó. Đó, nói chung thì không có gì để chơi đấy. Rồi em sẽ dẫn anh chị qua bên đây coi cái mấy chiếc rebel còn lại ha. Bên em cũng có rebel 208 luôn, chiếc 208 lúc trước em cũng quay rồi, nhưng mà chiếc đó về hiện tại của ship em, nên là khi nào bán thì em sẽ thông báo đến chị. Anh chị nào thích đời 208 ha. Rồi chiếc này là đời 2014. Chiếc này 204 ha.
Chiếc này thì đi 4.053 mai rồi. Mấy con này nhập nguyên cây về không à. Đó. À, còn mấy con ngoài hôm qua nó có mấy con kia nữa mới có mấy trăm mai thôi, đâu mất tiêu hết rồi. À, chung mình chiếc này bên em chưa bán đâu, chỉ quay giới thiệu cho anh chị thôi. Rồi các bạn thấy hai cái chiếc phía trong không? Đó, hai cái chiếc phía trong là cũng mới về luôn á, một chiếc đời 2015 hay sao á, chỉ đi có mới 100 mấy chục mai thôi. Còn chiếc màu trắng bên đó là cũng lắc dạng lắc kê luôn, hai dạng lắc kê nhưng mà đời mấy á mình không có nhớ, tại vì xe này cũng là xe mới nhập nguyên cây về không mà. Đó, còn chiếc bên đó là chiếc CB400 ha, thì mình sẽ giới thiệu thêm cho anh chị thôi. Chứ mấy chiếc này hiện tại thì bên em vẫn chưa có bán đâu ha. Rồi, mấy đây là mấy chiếc CD. Đó, giới thiệu sơ cho anh chị vậy thôi ha. Thì nãy giờ em đã giới thiệu cho anh chị hai chiếc này rồi. Thì những anh chị nào đang yêu thích những dòng xe Rebel thì cứ liên hệ với em ha. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Xin hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau nha. Xin cảm ơn.